À, chào các anh em đang xem miền Tây Sula ha. Bữa nay là tối ngày thứ 3, ngày 14 tháng 6 2022 nha anh em. Mình lại tiếp tục gói hàng cho anh em ha. Thì đúng ra mấy cái đơn hàng này là mấy anh đăng ký hồi chiều. Hồi chiều thứ nhất là mình gói không kịp anh em. Mà hồi chiều này với hồi sáng này mình lại có cái khóa học ở ngoài trường nữa. Học tập huấn đổi mới sách giáo khoa cấp 3 anh em. Cho nên là mình không có kịp cái mảng gói hàng cho anh em ha. À, trưa về nghỉ trưa được có 2 tiếng mấy à, mình tranh thủ gói gửi những anh những chú mà đăng ký lúc sáng sớm á, cho nên là những anh đăng ký hồi chiều mình là không kịp đó, anh em thông cảm ha. Đăng ký hồi chiều thì bây giờ mình mới gói và sáng mai mình đi gửi sớm nha. Ngày mai là cái lớp học nó vẫn còn, nhưng mà sáng mình gửi sớm ha, anh em thông cảm nha. Nó cũng hơi trễ xíu do công việc nhiều mọi người. Thì trước mặt anh em là UFO 1000W để gửi cho anh Hoàng ở ấp Cái Bác, xã Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau ha. Thì anh Hoàng là bạn của anh Nam anh em. Anh Nam ở ấp Cái Bác, Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau á. Thì nói chung là anh Nam hôm bữa giờ anh cũng giới thiệu, ảnh mua giùm nhiều anh lắm. Đó thì cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Không biết phải anh Nam không? Đúng rồi anh Nam. Cảm ơn anh Nam rất là nhiều ha. Ảnh đã giới thiệu rất là nhiều người mua đèn bên mình. Cái địa chỉ ấp Cái Bác, xã Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau này anh em thấy rất là quen thuộc đúng không? Hôm bữa giờ mua rất là nhiều đơn hàng bên mình này. Toàn là bạn bè của anh Nam không anh em. Thì mình nhắc lại UFO 1000W này mình vẫn đang bán cái giá là 1.130.000 cộng phí ship ha. Thì hôm bữa là ông anh Na, mấy ông anh kia có ấp Cái Bác á, thì cũng mua cái đèn này nè. Đó rồi bữa nay anh Hoàng chắc là gửi anh Nam anh điện mình cũng cũng mua cái đèn này luôn anh em. Đó thì cái đèn này là cái đèn mà gọi là sao anh em? Gọi là nó rất là chất lượng và doanh số bán rất là nhiều, và anh em mà đam mê cái đèn này á, mình thấy nó cũng rất là nhiều luôn. Đó thì anh em nào mà đam mê á, cứ liên hệ Zalo 076 687 4311. Rất là nhiều anh em mua về gắn rồi vẫn tiếp tục quay lại mua nữa cho bản thân, cho gia đình, rồi cho bạn bè ha. Nói chung cái đèn này rất là chất lượng nha mọi người. Đó thì nhiều anh em còn nghi ngờ không biết nói như thế nào, thì anh em coi vào cái người mua hàng, người ta mua rồi người ta vẫn mua nữa, có nghĩa là cái đèn này đã được lòng khách hàng ha. Chứ còn mình có khen 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 thì anh em cũng không có tin mình đâu, tại mình là người bán mà mình có nói gì anh em cũng đâu có tin đúng không? Đấy thì mình phải rõ ràng như thế nha. Mình nhắc lại về cái đèn này, nó là hàng Zhenliang chính hãng chuẩn chỉ nha. Đây Zhenliang cái thùng nó anh em, cái tem xuất xứ của nó đây ha. Đó trong đó nó có địa danh ở Trung Quốc và công ty vận chuyển, tên của công ty nhận hàng ở Việt Nam anh em. Không có tên mình trong đó ha. Mình phấn đấu để mình bán được vài năm nữa để có cái tên mình trong cái tem đó, thì lúc đó là mình cũng giàu mạnh ạ. Rồi trở lại với cái đèn ha. Đùa tí thôi anh em, mình còn nhiều công việc khác lắm. Mình có rất là nhiều công việc nha anh em. Mình đi dạy nè, rồi mình làm mấy cái hệ hòa lưới nè, độc lập nè, bán pin năng lượng nè. Nhiệm vụ chính của mình là bán pin và inverter ha, hòa những hệ hòa lưới độc lập. Hôm bữa mình nói mình đi hòa lưới, nhiều anh em nói tháng nó xạo, lúc này mà hòa lưới cho ai? Mình vẫn hòa lưới mọi người, mình vẫn đang đi hòa lưới cho người ta bình thường nha. Nhưng mà lúc này mình rất là lâu mới đi một lần, ví dụ như cả 2 tuần mình mới đi một hệ, cho nên là lúc trước thì 1 tuần 3 4 hệ luôn á, nhưng mà lúc này lâu lắm mới ra được hệ, tại vì lúc này ta làm hòa lưới bám tải nha anh em, bám tải không có bán điện đó, vẫn là hòa lưới nha. Anh em nói giờ điện lực nó không mua điện, nói đi hòa lưới nó xạo. Không có xạo đâu mọi người, có mới nói chứ. Mình vẫn đi làm hòa lưới bám tải anh ta mà. Còn những cái hệ độc lập á, thì thường thường là người ta mua về người ta tự lắp không anh em. Chỉ có hòa lưới bám tải là mình đi làm thôi, tại vì nó nhiều pin quá đó, người ta không làm nổi đâu. Mình phải đem thợ theo ha. Và mình lúc này mình không quay cái đó lại, tại vì mình không có thường xuyên đi á, cho nên mình không có đặt trọng tâm vào nó nhiều hơn nữa như hồi đó ha. Thôi trở lại đi, tấm pin 25W này ở mặt trên ha. Và cái này anh em cứ để ngoài trời thoải mái nha, không có chuyện mà mưa bị vô nước đâu nha. Có hôm hồi sáng có ông chú ông kêu mình làm cái này chế được không, nếu chế được thì ông lấy 2 cây. Thì cái này chế được chứ anh em, gỡ mấy cái này ra lấy tấm pin ra, nhưng mà chú nói là bây giờ mình chế giùm đi. Chế giùm đâu được mọi người, lý do là sao? Khi mà chế giùm là mình ở nhà mình gỡ tấm pin ra, rồi còn có cái đèn này rời ở ngoài, khi đó vận chuyển rất nguy hiểm nha, khi đó vận chuyển nguy hiểm lắm. Cho nên là anh em đem về nhà rồi mới chế, mình gửi anh em nguyên cục có tấm pin dính vô cái đèn vậy nó mới an toàn.
chứ còn giờ mình gỡ tấm pin ra ngoài vận chuyển cái đèn riêng tấm pin riêng nó nguy hiểm lắm, cho nên mình đâu có chế trước được mọi người đó. Anh em về nhà chế không phải mình làm biếng đâu anh em, nhưng mà thực tế là ở đây mình gỡ ra cái mình vận chuyển nó sẽ rất là nguy hiểm nha đó, cho nên mọi người thông cảm. Hồi sáng thì mình lúc mình bận quá mình chưa có đàm đạo cái đoạn nó với ông chú được nữa đó, không biết ông chú không hiểu không nữa. Tấm pin 25W nè, 908 cái SMD 5730 ha, bộ pin lưu trữ 25 bây giờ đó. Giờ mình sẽ test đèn nha anh em. Đấy, mình bấm nút radar này, radar là cố gắng đứng im một khoảng thời gian ha, cố gắng đứng im một khoảng thời gian vài giây coi nó có test chế độ radar không nha. Đó, radar thấy anh em, quên cái nó lên nè, thấy không, rồi nó tắt nè. Nó thấy mặt trời cái nó tắt nha, rồi để xuống rồi nó sẽ sáng lên ha, nó nghĩ là ban đêm nó sáng lên đó. Đèn rất là chuẩn chỉ nha mọi người. Anh em về nhà lắp trước khi dựng cái cột lên nhớ bấm cái nút màu xanh này nha. Đó, mình đã chứng kiến rất là nhiều anh em, phải nói là rất là nhiều luôn chứ không phải một hai người nữa, cứ lo lắp không mà quên bấm nút màu xanh này. Lát anh em dựng cái cột lên mới phát hiện nút màu xanh chưa có bấm, lúc đó hạ cột xuống thì nó cũng lâu, nhiều anh em chôn luôn á, chứ lấy bê tông đổ luôn là sao hạ đó, rồi cái bắt dàn giáo lên thì nó cũng lâu, dàn giáo mà cao 4-5 thước nó cũng mệt mỏi, rồi cái chạy đi 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 đốn cây trúc anh em, đốn cây trúc chọt lên ngay lỗ nè, quần quần cũng đã đời. Nói chung là anh em trước khi dựng cái cột lên thì chọt cái nút bấm nút này ha, bấm này ban ngày nó không có cháy đâu nè, ban ngày nó sẽ tắt đó, ban ngày nó tắt vậy nè, ở ban đêm nó sẽ cháy ha. Còn anh em muốn mà về nhà test đèn á thì anh em để cái mặt nó úp xuống giống như mình mới test được nha, chứ còn mà anh em cho cái mặt nó quay lên thì nó sẽ tắt liền à, tại vì ban ngày nó không có cháy ha, nó thiết kế vậy mà. Đấy thì thôi bây giờ mình nhắc lại, anh em nào mua con UFO 1000W này giá của nó là 1.130.000 nha. Đó, từ đây qua đây là đường kính 5,5 tấc nha mọi người. Bây giờ mình sẽ gói thiệt là kỹ để gửi cho anh Hoàng ở ấp Cái Bác, xã hội Thiện Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau. Ảnh là bạn của anh Nam ha. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều, ủng hộ bên mình rất là nhiều nha. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha.